Rồi hôm nay hướng dẫn tụi con làm cái bài tập mà thực hiện cái banner đúng không? Thì cái này là làm theo mẫu. Cho nên là chúng ta sẽ mở cái bài tập này bằng Photoshop các con. Rồi bắt đầu như sau. Đầu tiên á thì bỏ ruler đi, bỏ thước á, đúng không? Thì mở file bằng bằng với file mẫu. Có nhiều cách mở file bằng file mẫu. Cách thứ nhất là con nhấn Grenade chọn tất cả. Hai đứa làm gì vậy? Coi nè con, có bây giờ bộ nhớ bài đang giảng coi nè con. Có bây giờ bộ nhớ sau đó mở file mới đúng không? Đó rồi xong, vậy là chúng ta có file không, file mẫu, hiểu không ta? Nó hiểu không? Được chưa? Hiểu không con? Rồi giờ chúng ta sẽ đi, hay đứa đang chơi game hay gì nó học à? Nó nhìn nè con, nhìn đầu tiên á là mình mở layout lên, mình làm cái gì mình nên tạo layout mới nha, đúng không? Nhìn nè, thì dùng cái ống hút làm á, là chúng ta làm dưới nền làm lên ha. Chúng ta lấy cái ống hút, ống hút cái màu nền này, chúng ta lấy cái hũ màu á. Hai đứa nói hoài thì nói vậy mà nó vẫn nói ra, đổ màu vô con. Đó đúng nè, đó thì con làm mà làm dưới làm lên, hiểu không con? Để hai pha xong xong rồi cho về đấy, hiểu không đứa? Này còn khúc trống mình tranh thủ kéo lên để mình tận dụng không gian, nó hiểu không à? Rồi sau đó là con sẽ đi làm những cái họa tiết đúng không? Họa tiết nào rõ nhất mình làm trước đi nha, đúng không? Hay là mờ trước làm trước cũng được. Thì đây thì có những cái họa tiết mờ như sau. Ở đây là một cái hình lục giác đúng không? Thì để có hình lục giác cả nhà mình vô trong đây nè, lấy shape tool đúng không con? Để chuột đây nè, lấy shape tool kết tâm shape. Sau đó lên đây nè, con kiếm hình lục giác, con trượt lên trượt xuống, trượt lên trượt xuống không thấy. Con lướt vô đây, tỉnh tỉnh con lướt vô đây, con chọn reset nó lại đúng không? Ok nè, nó reset lại nè, trượt lên không thấy, trượt xuống, trượt lên trượt xuống. Thì con mới thấy là mình không cần vô đó là lấy lục giác. Ok. Đây con nhỏ đây là số 5 hay gọi số 6 nè, quỷ gì đâu, ok rồi. Đúng à. Rồi con vẽ, nhưng mà đây nó đang màu xanh con hiểu không, cho nên mình vẽ không thấy đâu, mình tạo một cái màu trước cái đã. Lần lướt đây là cho màu trắng như này ha, màu trắng, ok, trắng con như vậy lướt hoài nó không hiểu vậy. Rồi sau khi vào cái hình lục giác chọn màu trắng đúng không, vẽ ra thôi đấy, ăn tiền thôi, phải không nè? Tất nhiên là ở đây con thấy obviously nó giảm rất nhiều, thầy cũng biết giảm nhiều, thầy giảm đại nó đó 9% đó, đúng không? Đúng không con? Thì coi tất cả chỗ này chỗ nào có cái lục giác thì mình cứ bi thôi, ví dụ đây đúng không con? Những người anh tê cho bự chút thì con quay ra sức làm thôi nha, bài tập này đó, đời nhá, tao nói cứ bi đâu đó nay ná là được rồi ha, làm đại khái nay ná là được rồi, đúng không con? Rồi con có chỗ nào mà lục giác nữa thì con cứ gì cứ bi ha. Ở đây thầy cũng làm tương đối thôi, không có giống mẫu lắm ha. Rồi một số cái là lục giác xong ha. Rồi đây nó có một hình lục giác nhưng chỉ có cái viền thôi con, để làm chuyện đó là mình vẽ hình lục giác nữa đi, con hiểu chứ không à? Cũng có viền thôi thì chúng ta làm như sao đó. Hiện nay cái oxy đang chín là này mới tăng lên 100% đúng không? Muốn có cái viền thôi thì chúng ta làm như thế này, chúng ta double click vào lớp đó, nó có một cái chỗ mà tô màu nó gọi là fill opacity giảm xuống, cái viền thì click vô drop đúng không? Thấy chưa, click vô đây cho cái màu trắng vô chuẩn, thấy không? Độ dày đó là 29 là giảm xuống còn đấy, đúng chưa? Rồi vậy là con có cái viền lục giác đúng không? Ok, con muốn dày như tùy, con muốn giảm opacity của lớp đó nữa thì tùy con, nãy giờ dày 29 thì giờ con giảm nhiêu đó tùy ha, giảm 25 để cho nó rõ hơn một xíu đúng không? Rồi cái những người lên tê cho cái gì vậy, nó dính vô gì vậy à? Sao nó dính hai cái vậy ta? Trường hợp này ta bỏ bớt một cái đi, dễ sẽ sợ đúng không? Chắc delete nó không chịu đâu đúng không con? Đâu không chịu, bởi vì cái hình vẽ bằng xếp mà nó không chịu xóa đơn giản vậy đâu, không nhớ F7 mở layer lên.
con bẻ gãy cái lớp đó luôn bằng cách lít phải, chọn rát tơ rai á, rát tơ rai nó rồi đây nè, rát tơ rai là bẻ gãy con ha, đúng không? Rồi chắc gãy rồi đó ha, mà nó cũng đó, giờ con delete đi để xóa mất rồi, thấy không? Nó có những cái là con phải học thì mới biết. Rồi con nhớ internet con copy, con nên là để những cái chỗ nó hợp lý, nhìn sao cho nó mỹ thuật đẹp xíu nha. Nhớ bảy mở layer lên đi, thầy đang cố tình chọn cái hình lục giác này mà không biết là thế nào, cái này là đúng không? Rồi kéo đi thôi nha. Rồi con coi chỗ nào mà có hình lục giác mà có cái viền á, con cứ copy cho nào đủ thôi ha, đúng không? Ví dụ đây cái không quên ha. Rồi xong, bây giờ thầy sẽ làm tới mảng, còn cái mảng lợt còn nào nữa để hái vậy nha. Còn ví dụ không có tam giác gì đó thì thấy được thì làm thôi, làm thử đây một cái nha. Thì muốn làm được cái đó thì tạo một lớp mới đi ha, làm một lớp mới, tạo lớp mới nè, đúng không con? Rồi nó xuyên đặt tên nó xuyên thôi, dùng polygon nè, lấy đây có mảng trắng không, vẽ thử nha, vẽ một cái khái quát thôi chứ còn không thể giống 100% được, tại vì mình không biết nó vẽ bằng cái gì như thế nào đâu đó. Đứa đây nè, đứa đây nè, đúng chưa? Con có thể làm được đó. Con thấy là vẽ xong nó ra đây là nó đang chọn cái khu này đúng không? Đây nó có một cái màu trắng ở đây chứ đây nhạt đây đậm đúng không? Thì để làm được cái chuyện đó không có khó gì cả. Chúng ta chọn màu tiền cảnh là màu xanh, màu trắng chứ, màu trắng. Và chúng ta chọn kiểu tô radiant bởi chúng ta tô màu rồi đúng không? Chúng ta lấy từ màu trắng trong suốt của cục số 2 chúng ta vuốt lên cái này. Đó. Thì thấy nó tô từ trắng trong suốt đúng không? Giờ chúng ta sẽ can thiệp opacity. Cái này giảm nguyên đi thẳng xuống luôn. Đấy. Đúng không? Thì được rồi, nó ná được rồi. Không biết sao giống 100% đúng không? Render bỏ chọn, render 0. Thì nó vừa lại đẹp đúng không? Đại khái vậy nha con. Bây giờ đây chúng ta cần những cái họa tiết như là tam giác vâng đúng không? Thì chúng tôi mới dùng một cái tam giác là trong cái lục giác, bạn có thể vẽ tam giác bằng cách nhập số mấy không? Số 3 đúng không? Trong lục giác vẽ được tam giác, muốn cho bằng người ta thì bạn cứ vẽ bên đây nè. Ở đây thì tôi nghĩ là không cần bằng đúng không? Tôi ná ná được rồi. Đúng không? Qua đây là tôi nhấn lên T, tôi xây sở cái tam giác tôi vừa vẽ đó. Cái nhà hiểu ý không à? Đúng không cả nhà? Một hình. Nhưng ở đây chúng ta cần hai cái là cái gì? Chúng ta nhấn internet cái nguyên cái nữa đi. Ta nhấn Ctrl T cho cái vừa copy đó bự ra xíu. Đúng không vậy? Hiểu không ta? Rồi. Chúng ta mở layer lên bằng cách nhấn F7 đúng không à? Chúng ta giảm opacity xuống thì chúng ta giảm nhiều chúng ta thấy hợp lý thôi. Ha, chúng ta chọn những cái lớp đó chúng ta giảm xuống. Tôi chỉ cách bạn chọn cái lớp mà bạn đang đứng ở đâu không biết, đang đứng đây mà tôi muốn chọn ngay cái lớp này nè, thì tôi có một cái mẹo à, tôi không biết lớp này là cái lớp nào trên đây hết. Tôi giữ tao nói lít phải chuột nhưng mà chạy ngay tới lớp này nè, nhớ tao nói lít phải chuột nha, 1 2 3, thấy hiểu không? Tao đâu nó chạy đúng cái lớp đó à, hiểu không ta? Nhớ tao nói lít phải chuột nhớ không, nhớ câu thần chú đó ha. Rồi đó tôi giảm opacity xuống thì bạn thấy là hiểu không ta? Ví dụ giờ tôi nói là tôi muốn nhảy đến ngay cái lớp này mà tôi không biết lớp này là cái lớp nào trong đây, hiểu không con? Thì tôi lít, nhớ là tôi nói lít phải chuột nó nhảy đến ngay đúng, tôi đảm bảo bằng là đúng đó, đúng cái lớp đó đâu rồi, nhảy rồi thế nè, thấy chưa? Hiểu không con? Nhớ là giữ anh tôi nói lít gì phải chuột đó là cái chiêu, hiểu không con? Đúng không? Cho là việc lâu lâu năm với một cái gì đó thì con sẽ biết đúng không nè. Rồi đây chúng ta cần cái đường khuất nữa đúng không cả nhà, thấy không? Cũng là cái đường khuất ngoại hình tam giác là tôi lấy hình này tôi làm thử nha, đúng không? Tôi nhớ tôi nét cái bi ra, tôi có cái đường khuất mà nó dạng giống như này, nó bự hơn chút thì tôi nhớ lên T cho bự cái hình này bự ra cái này, đúng không? Rồi tôi muốn biết này đường khuất làm sao đây, thì cái lớp này hiện nay nó đang là cái lớp này đúng không? Rồi biết là đường khuất thì tôi làm như sao bạn ha? Tôi nhấn Ctrl lít đó lấy vùng chọn và tôi bỏ, tôi tạo lớp mới, tôi bỏ cái lớp này đi. Ra hiện nay tôi chỉ mượn nó để tôi lấy dùng chọn này, hiểu không ta? Anh chị học cái edit chop rồi đúng không? Đúng không? Tôi chop một cái màu trắng dày 4 hay dày chắc 2 thôi, ok. Thì anh chị thấy tôi có một cái đường khuất rồi đúng không? Đúng à. Còn muốn dày hơn thì tùy thôi. Ví dụ như tôi nói chop lại nè. Anh chị dày 2 không đã, chị cũng dày 5. Dày rồi đó, đúng chưa? Hiểu chưa?
Và anh chỉ muốn nó là những cái chỗ này như vậy, thì đối với Photoshop thì chúng ta đơn giản là chúng ta delete thôi. Ta vẽ cái vùng tròn những nhật delete nè, thì đúng không? Ta tạo những cái chỗ khúc như vậy. Hiểu không chị? Đúng không? Nó na giống vậy rồi đâu, ngồi điếm mấy đường đúng nè. Đó. Và cứ như vậy là anh chị sẽ tạo ra được một cái random, một cái ngẫu nhiên rất là đẹp mắt đúng nè. Rồi vậy thôi. Hiểu không cả nhà? Đó, tôi nhớ ta nét bi nguyên cái đường này thành một cái đường khác nữa. Tôi nhấn Ctrl T. Nó không chịu hả? Ctrl T. Vậy vậy. Tôi nhấn Ctrl D, bỏ chọn cái đã, như nó bị cái gì đó. Ctrl T là giờ được, thấy không? Rồi thì tôi sẽ cho nó bự ra xíu. Để tôi có một cái đường khác đi mà. Đó. Thì hai cái layer vừa rồi tôi giảm opacity xuống chút thôi. Rồi tôi kéo qua đây mà tôi để đây cho dễ làm, thì xong tôi kéo qua đây hiểu không ta? Nếu mà nó không đủ bự tôi nhấn Ctrl T kéo bự ra nữa. Hiểu không cả nhà? Xong nha. Rồi. Mệt quá. Bên trái còn cái giống vậy thì nguyên cái chùm này nè. Tôi nghĩ nó là những cái lớp này chứ ha. Tôi giờ internet tôi kéo qua nguyên chùm này nhấn Ctrl T ha. Tích phải là up nó xuống ha. Được chưa? Hiểu không? Rồi xây sợ nó nên há thôi chứ giờ bằng ở đâu mà bắt bẻ tôi đây có ba cái bên kia có nửa cái gì không à. Nên há là vui rồi đúng không con? Tức là tôi con thấy là tôi tạo ra cái trao rất là đẳng cấp đúng không, đúng không? Rồi ha, bây giờ tiếp tục nè. Còn tâm giá đây nó trời còn hoài vậy. Rồi vậy đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một số cái họa tiết như này ha. Chúng ta sẽ đi làm, tôi sẽ hướng dẫn bằng vẽ cái hình này đúng không? À, căng ha. Căng. Rồi thì mời bạn coi ha. Tôi tạo một layer mới bằng phím tắt Ctrl Shift N. Tạo layer mới hiểu không con? Tôi đặt tên là trắng tròn. Tròn trắng. Ok. Tôi sẽ vẽ nè, cái layer này tôi đang nhìn vô layer thấy là tôi có một cái layer tròn trắng tôi kéo lên trên nha, hiểu không ta? Đặt lên cho bằng hiểu bài á. Tôi vẽ một cái vùng tròn màu trắng, vẽ nha bằng vùng tròn nha, được chưa? Bật thước lên đi, cạnh ra R, bật thước lên đi, kéo hai thước ra hãy vẽ. Thầy bữa có xài rồi đúng không? Rồi giờ mới vẽ Shift Internet hai phím này vẽ nè, cái công cụ này là Shift Internet nè. Rồi đổ màu gì vô con? Màu gì? Đúng, biết màu trắng là giỏi rồi. Nhìn ra cái đen đê bỏ chọn, được chưa? Thôi khỏi khỏi, đừng bỏ chọn, để vô luôn đi. Tôi mới lấy công cụ hình cho clip á, tôi nắm cái dùng chọn rồi gịch xuống. Nếu như tôi nhấn delete một cái thì nó gần giống như mẫu của bạn delete. Hiểu không ta? Hiểu không ta? Hiểu khỉ gì hiểu. Rồi tiếp tục nào. Bây giờ tôi cần một cái giọt nước giống như thế này đúng không bạn? À tôi cần một cái giọt nước giống như này. Thì tôi mới vẽ bằng cái công cụ đây. Tôi có một cái clip đúng không? Vẽ một cái clip to to để bạn dễ hiểu nè. Cái màu trắng đúng không? Và chúng ta có công cụ pen cộng á, pen á. Pen à, nó có pen cộng và nó có trong pen nó có một cái mũi nhọn. Nếu như bạn clip vô đây một cái thì nó sẽ nhọn vô đó. Thấy không? Hiểu không ta? Hiểu không? Nó đang bầu nè, tôi bóng to cho bạn dễ thấy nha. Nó là nó bẻ gãy cái chỗ này nè, lít vô đây nó nhọn. Nhưng mà phải biết công cụ nha, công cụ này nha. Hiểu không ta? Rồi nhớ vậy thôi, để ra giống giống giọt nước là được rồi. Đúng không? Giọt nước người ta có bự dữ vậy không? Không, người ta vẽ bự để cho anh chị thấy thôi, giờ tôi nhấn Ctrl T cho nhỏ lại. Đứa hiểu không nha? Hiểu thì hiểu. Rồi giờ nhỏ nhỏ gì được ha, nhỏ nữa. Nhỏ nữa hả? À được. Muốn nhỏ nữa được thôi, Ctrl T đi xây lại cái đó. Rồi Enter, xong nha. Rồi Ctrl trừ cái nhỏ nè.
Đó được rồi ha. Bây giờ tôi sẽ xoay, tôi tìm cách xoay cái này nè. Tại tôi đang phóng to hình này không? Nè, xoay cái này xung quanh cái này đúng không? Cái giọt này nó xoay xung quanh đúng không? Thì nó, nếu mà người đồ họa chuyên nghiệp người ta sử dụng Illustrator vẽ, ta cứ bắt vô đây. Nhưng mà bạn có học Illustrator đâu, giờ tôi vẽ sao bạn hiểu? Hiểu chưa? Cho nên tôi dùng Photoshop làm, Photoshop thì vẽ chỗ này rất là dở. Bây giờ nhìn, tôi copy một cái lớp nữa bằng cách nhấn Ctrl+G. Nghĩa là tôi đang có hai giọt nước, hiểu không ta? Tôi nhấn Ctrl+T. Sau khi nhấn Ctrl+T xong, tôi nắm cái tâm đó bạn. Nó có một cái tâm, không biết nằm đâu rồi. Khổ ghê. Không thấy nè. Rồi nhìn ra Ctrl+T. Tôi vào view sâu tâm lên anh coi. Ok, tôi nhấn Enter. À, tôi bẻ gãy cái lớp này bằng hai bàn tay lúc phải, chọn rắc tay ra, nó coi nó có khác gì một cái lên tay nè. Ủa sao cái tâm nó không thấy ta? Cái bự lên coi. Không có tâm. Không có tâm sao mình dời. À, hiểu không? Bây giờ tôi có một đối tượng gì nè. Đúng không? Tôi nhấn lên tay một cái. Thì về quy tắc nó hơi có ca tâm đâu. Thôi. Nó sâu lên nè, thấy không? Hiểu không ta? Rồi vậy thôi. Vậy đấy đi, rồi quay lại hình của mình nè, nhìn nè đúng không? Ctrl+T, đối với phiên bản này, tôi chịu khó lít đây cái, nó mới hiện tâm lên. Hiểu không con? Rồi đó, làm khó tôi chưa có vậy thôi á. Tôi nắm này, nắm cái tâm đó anh chị, nắm cái tâm đó. Tôi nắm cái hình. Đúng không? Sâu lên nè. Tôi nắm cái tâm đó, tôi dời xuống đây nè. Sao đi luôn vậy trời? Hả? Rồi vậy thôi, làm tay thôi. Cần tay, xoay. Đúng rồi này. À, nếu mà kéo tâm được về đây á, thì mình xoay cái rất là chuyên nghiệp đúng không con? Tức là, hiểu không? Bây giờ nếu mình xoay về nó xoay tại chỗ, rất là dở. Sao mà không giờ tâm được ta? Đi được nè. Được rồi con. Mệt ghê, nhìn ha. Rồi nhìn ha. Nhìn con hai Ctrl G để có biên lớp nữa. Tức là tại chỗ đó con phải hiểu thầy là nó có hai lớp đúng không? Sau khi nhấn Ctrl T đúng không? Đúng không? Cái này đang được sâu lên rồi đúng không? Thì mình nắm cái tâm á, kéo đi nè. Gì vậy? Lúc đi lúc không là sao? Không to lên con. Không. Tâm nó thấy nè đúng không? Kéo đi. Cũng đi luôn à. Rồi sao ta? Sao lúc được lúc không ta? Xoay nó qua là được. Không hiểu. Nó thật là thật sự là không hiểu. Thôi được rồi, để đi con ha. Tôi nhớ thôi nhấn Ctrl+T. Làm lại ha. Ctrl+T nè. Ctrl+G cái đi đúng không? Ctrl+T đúng không? Nè. Đi luôn. Nhưng mà đem ra ngoài con coi này ha, không biết nó bị điên vậy. Nó bị auto vậy. Nó có auto đó, auto nó tự bằng bắt cái bên tay nè. Không hiểu nổi. Thôi vậy mình, cái này mình thủ công thôi. Ha. Hiểu không con? Giờ nhìn nè, giờ thì kéo được á, Ctrl+G nè đúng không? Như hai cái đè lên nó không chịu Ctrl+T nè, nó là tống. Còn hai cái là nó không chịu. Vô duyên gì đâu. Bây giờ tôi sẽ làm chiêu thôi, mời bạn coi ha. Giờ cái này phải không? Tôi khóa toàn bộ hết. Nó lì với tôi phải không? Ctrl+G là tôi copy lớp nữa bạn ha. Sau đó từ đây xuống dưới tôi khóa lại hết. Coi nó có chuyện gì xảy ra với mình cho biết. Hết. Khóa từ đó đến đó thì bạn thấy đây có chìa khóa không? Rồi xong.
tôi chỉ chừa một lớp này thôi, hiểu không con? Thì coi chuyện gì sẽ xảy ra. Thì đến T nắm tâm kéo nè, để quất luôn. Buồn, nói chung quá buồn ha. Rồi thôi, nói chung là rõ ràng là con thấy do phần mềm đó, đúng không? Nó đi điên đúng không? Chứ tôi đâu có điên đúng không? Kéo được nè, phải không? Đó, nhưng mà ra đây thì kéo được. Nó giờ tâm nó đi được như này không con? Ý như vậy đó ha. Khổ ghê. Rồi, thì tương tự nha, tao đánh cái bi ở đây ha. Rồi, còn đánh tê đúng không? Rồi thôi xây thì như vậy thay, xây thủ công của bộ nhanh. Rồi thôi, cái biểu tượng này đại khái là con làm bằng tay nha. Thầy bó tay. Thầy bó tay rồi. Thầy vẽ thử bằng phần mềm chuyên nghiệp cho con coi nha. Rồi lúc cho tôi lên nè, thấy chưa? Tại ô shop nó vẽ dở. Khi nó đến vẽ là nó làm sao? Nó chỉ xử lý ảnh thôi, hiểu không con? Vẽ ra cái dụng này nè. Nè thầy vẽ cho con coi nha. Nhìn nè. Mở quay mới đúng không? À, nhìn nè, vẽ này nha, vẽ rất là cái yêu cầu vẽ bơm thì làm nè, đúng cái môn vẽ luôn rồi đó, đúng không? Nhìn nè, đầu tiên thầy vẽ một cái elip đúng không con? Vẽ ở đây dễ thấy là màu trắng phải không? Dưới thầy nát cái bi xuống là YouTube shop đúng không? Là thầy được hai cái đúng không? Thầy cho cái màu cho con hiểu nè, thầy lấy cái ok nha, lấy cái này chặt cái màu trắng ha, nó có một cái lệnh để mà làm đúng không? Cắt là bằng công cụ này là đúng chưa? Rồi giờ con nhìn nha, thầy nhấn cái RR mở ruler YouTube shop vậy đó. Nó là anh em nhau mà, Adobe á, Adobe nó làm ra mấy phần mềm trên thế giới là con giỏi mấy phần mềm này con sống được rồi đúng không? Nhìn nè, giờ con có một giọt nước nó y chang Photoshop vậy đó, nè, rồi để thầy bỏ hết mấy viền cho con thấy là nó cứ nhìn nó đen đen kỳ lắm hiểu không? Là nhìn nè, y Photoshop giống như nãy thầy làm cho con nhưng mà nó là vẽ hiểu không? Là nhìn nè, rồi cũng lấy cái pen nè, rồi cũng y Photoshop cũng là y chang đúng không? Đúng không? Rồi con lít đây nè, để con nói thì nó dốc. Đó, y chang đúng không? Rồi bây giờ xoay nè, con nhìn nè. Mình gặt cái này lên cho nó đẹp, giống giọt nước ốm đúng không? Đó, rồi nhìn nè, bây giờ xoay nè, thì có hơi phần mềm vẽ. Tới đây nó khác nè. Tâm công cụ xoay, nhớ ta nét lít vào tâm xoay, nó hiện ra một cửa sổ. Nói ví dụ cho 10 độ đi ha, copy. 10 độ thấy ít quá đúng không? Nếu nhớ ta nét xoay lại ha. Nhớ ta nét lít vào tâm xoay. Nó lại nè, chọn đối tượng xoay. Chọn cụ xoay, nhớ ta nét lít vào tâm xoay đúng không? Ví dụ là cho mấy độ ta? 30 hả? 30 phải không? Đúng không con? Cái đen D nhìn nè. Cái đen D. Bây giờ là xong rồi đó. Đúng không? Anh kia là anh hơi căng. Mấy đứa hiểu gì nữa không? Thì tạm thời ha, cái biểu tượng này là không bắt con phải làm giống đúng không con? Thì nó không thuộc về cái chuyên môn đúng không? Rồi giờ thì sẽ chọn hết này. Thì con lên C, hay là qua bên Photoshop á. Thầy bát vô. Đúng, trong thực tế nó vậy mà đúng không con? Hiểu không? Thực tế làm thì người ta phải dùng cái chuyên nghiệp là làm. Đúng hiểu không ta? Thầy khóa rồi thầy quên. Anh đu lại. Đúng không? Rồi, delete này đi. Delete luôn. Rồi mình tạm thời nhấn cái video cho nó vừa lại, anh V dán vô bạn ha. Tôi ok thôi, đúng không? Nó hơi to, hay đẹp, hay xấu gì đâu không biết. Mình cứ cho nhỏ lại thôi, mình để đây ha. Anh chả nhà hiểu ý không ta? Đây bên kia tôi quên xử lý là bỏ bớt cái này đi đúng không? Bây giờ mình lỡ qua đây rồi thì mình làm xử lý được luôn. Rasterize nó bẻ nó luôn. Nha, rasterize. Tôi phải cho nó nè. Rồi nó đang là pixel rồi thì dùng polygon cắt được luôn rồi. Đúng không? Nó cần bỏ những cái cục đi thì mình bỏ thôi ha, delete đi ha. Hiểu không con? Nó làm được hết nha. Rồi. Rồi nó chỉ là vẽ vời thôi ha. Khuyến mãi cực sốc cùng gì đó thì bạn tự đánh được không? Thầy đánh cho coi. Rồi ok luôn. Quỷ làm biến còn quỷ biện nữa ha. Rồi. Thật ra thì con không biết không? Nó dài, con hiểu không? Nếu mà làm hết á thì nó dài lắm, con hiểu không? Và cái video rất là nặng, con hiểu chưa? Khuyến mãi hè cực sốc đúng không? Đánh vô. Gì kỳ ta? Hè. Hè xong mình enter cái đi con ha. Cực
sợ khổ à, cực khổ à, cực sốc cùng, cực khổ cùng đường. Ok con, cà đen A chọn hết, cà đen T để mà mình chỉ chọn cái phong ha, thì con thích phong nào con chọn phong đó. Ở đây thầy có cái phong UTM nó dễ thương, thầy chọn phong đó. Dày trời trời trời, UTM nó nhiều phong đẹp, thầy cho phong dày luôn đi ha, vì dày nó rõ ràng đúng không, à khác mẫu một chút không sao đâu đúng không con. Rồi chữ audio thì thầy sẽ chọn chữ T đánh đi cha vậy thôi. Ao vô ship gạch đúng không, gạch chính giữa technica, technical mà không biết sao nó là technica là gì không hiểu đúng không. Rồi đây mình đi tìm cái phong mà nó thanh mảnh chút đúng không, thì thầy lấy cái phong này nha, thì nó thanh mảnh rồi đó. Còn màu thì lướt từ đây hút luôn cái màu của người ta luôn con, đúng chưa. Rồi ok, bây giờ ra ngoài nè. Rồi bây giờ để chỉnh màu lại thì con nhìn nè, đúp clip vô cái lớp đó tại nó cùng màu với nền, nó con thấy thì vô ra ra hồi lại giờ thấy không, có liền thấy không, đúp vô đây để hút cái màu này, đúp vô cái nút này nè để hút cái màu này đó, đúp vô nút này hút màu nào ta, màu xanh nhạt hơn. Rồi nhưng mà có hai màu bỏ này đi, mình chỉ cần hai màu thôi ok. Đó thì con thấy cái test mình nó vậy, giống cái form như còn cái viền nữa thì mình vô stroke nè. Rồi chót màu trắng đẹp rồi ok thôi, suy nghĩ gì nữa đúng không. Rồi để đây có hiểu không ta, còn người ta muốn cho cái chữ đó mà nó xéo xéo lên thì con làm vậy. Nhưng ship chọn hai lớp này luôn, làm lúc luôn rồi lên T đến phải nè, skill nó lệch phương nó gắt lên hiểu không con. Nếu người ta muốn xéo xéo lên cái gì người ta muốn vậy đó ha. Rồi bài này coi như xong rồi, còn lại đánh chữ không mà đúng không con, đánh chữ tụi con đánh được không. Rồi thì con có thắc mắc gì không, có cái chữ mà gạch gạch ngang bỏ đó chắc con không biết đâu, thì đánh thử chữ con coi ha, đúng chưa. Rồi đánh là ví dụ như là a th đúng không con, rồi g 100 enter xuống dòng 249, rồi enter xuống dòng 149 hả, cái gì vậy điên à. Bây giờ cho dễ á, thì cứ bi cái chữ này qua nè con nha, rồi thầy gõ cho nó dễ thấy là đúng không, a t h đúng không, g 100 enter dưới dòng 249 cái gì vậy, không thể tưởng tượng. Rồi làm lại nữa nha, ATH đúng con, được chưa, enter xuống dòng, lúc mà enter xuống dòng là nó có vấn đề không đó, giờ được rồi đó 249 đó, hãy gõ số là nó mất vậy. Rồi bây giờ thế này thì quét khối này nó con ha, nhấn lên T ha, thì trong đây nó nhất màu là màu vàng, khoảng cách giữa các ký tự kia nó bình thường đúng không. Auto chọn không khác nha, nó không hiểu máy này nó bị lỗi rồi đúng không con, nó đổi phong mà nó cũng không hiểu luôn. Hay dừng đây, nói chung phần còn lại là con tự làm nha, hiểu chưa. Rồi có thắc mắc gì nữa không, cái gì cũng muốn thầy nói gõ chữ mà cũng muốn thầy nói nữa, tại máy này nó bị lỗi đúng chưa. Rồi dừng lại nha.